đi cưng. Tôi nghĩ cho kỹ coi, có đúng là con ém này không? Tôi nghĩ là hồi nãy giờ cậu dùm tới dùm lui, tôi nghĩ là lộn địa chỉ rồi đó. Thưa ship, đúng mà ship, mà có cục đèn này nè, rồi mình rẽ phải. Cột điện thì biết bao nhiêu là cột điện. Đây nè, cũng có cột điện nè. Đằng này cũng có cột điện nữa nè. Đúng chưa? Tôi nhờ cậu có chút xíu mà cậu làm cũng không xong nữa là sao? À, em nhớ rồi ship ơi. Cây bông giấy. Con hẻm này có cây bông giấy màu đỏ. Bông giấy? Ở đây cũng có bông giấy đúng không? Con hẻm hồi nãy mình quẹo cũng có bông giấy đúng không? Cậu xác định lại giùm tôi đi. Tôi nhờ có chút xíu mà làm cũng không được là sao? Muốn nghĩ gì không? Ship, em nhớ là đúng nơi này mà ship. Được. Nhớ kỹ lại coi. Thấy con ốm không? Dạ, cưng đến đây tập dượt cây vui. Đây là cơ hội của cưng đó, để góp tiền giúp cho bạn cưng. Ship, nhà này nè. Có chắc nhà này không? Chắc mà. Sao tôi nhìn không thấy ai ở trong nhà hết trơn vậy? Em đâu biết đâu. Chị đâu qua đây? Hai chú tìm ai vậy? Hai chú tìm má con hay anh con? Mà má con cũng không có tiền trả nợ cho chú đâu. Bác cho con ít tiền. Nhưng bác là ai mà bác cho cháu tiền vậy? Con không cần biết bác là ai. Nói chung bác cho tụi con số tiền này, hai chị em con ăn bánh, và lại coi trong nhà còn thiếu cái gì thì cứ sống. Chẳng hạn như là nồi cơm điện, quạt máy, hay là cái gì đó. Nhưng mà bác là ai mà bác tốt với tụi con quá vậy? Nghe bác dặn, anh em tụi con về có hỏi, hoặc là má con về có hỏi, thì nói là con một bác lớn tuổi đi ngang thấy tụi con dễ thương, cho tụi con tiền vậy thôi. Dạ thôi, con không dám lấy đâu, con sợ lắm. Bà dạ quách, con quách. Không dám nhận đâu, con đúng sợ. Đâu mấy bữa nay vậy hả? Sao bữa nay tôi mới gặp được bà ha. Giờ sao? Tính sao? Em thông cảm cho chị. Không có thông cảm gì hết trơn á. Con dám. Đợi trong ngày hôm nay á, bà phải trả tiền cho tôi. Hứa gì mà hứa hoài vậy? Cặp đi con. Tuần sau chị đưa cho em. Cặp đi. Chắc chắn mà. Không có chắc chắn gì hết. Không hứa ha. Không tuần sau gì hết. Đợi trong ngày hôm nay, bà phải trả tiền trả cho tôi ha. Ít nhất là tiền lời. Tiền của tôi đâu phải là tiền bột tiền hư. Trong ngày hôm nay má về, má về. Tôi đó, bà biết tôi. Má. Nhớ nghe chưa? Đi. À, đi. Dạ, dạ. Ha, má về. Về con. Má ơi, má. Má. Cái gì vậy? Trời ơi, tiền đâu mà nhiều vậy? Anh Lâm con về hả? Dạ không phải tiền của anh Lâm. Vậy chứ ai đưa cho con vậy? Của ai? Dạ của một bác lạ lắm. Có phải bác tổ trưởng đưa không? Bác nào vậy con? Con nói mắng nghe coi. Dạ, dạ con không biết nữa. Xíp xíp xíp. Bà đó là mẹ của anh Lâm hả? Nhiều chuyện. À.
Mình hay quá, trò đó mình thích. Nó tới rồi kìa anh. Ừ. Qua đây. Đi mày. Cái gì vậy? Thả nó. Ông làm gì vậy? Ê, ông làm cái gì vậy? Chắc quá ha. Mấy người bị điên hả? Bạn tôi bị ngộ. Tôi không biết gì hết. Đâu có liên quan gì đến chuyện này. Thả nó ra. Biết với nhau không cưng? Biết. Hồi đó mình có học đấm bóp mà. Vậy thì tốt quá. Quýnh thằng này một cái. Tại sao á phải quýnh người ta? Tôi nói mấy người không nghe sao? Bạn tôi nó không được bình thường. Làm ơn đừng để nó dính vào chuyện này nữa. Hiểu không? Mày đừng trách tôi đó. Ông không được quýnh bạn mình đó nha. Thiếu tiền á thì từ từ trả. Nếu đến bạn mình đó hả thì đừng có trách mình á. Tôi nói cho mấy người biết, nếu đụng tới bạn tôi sẽ tố cáo tội lỗi của mấy người trước pháp luật. Lúc đó thì đừng trách. Nhưng mà tội nghiệp hai đứa nhỏ em của cưng đó. Cô già lắm á. Ông tính làm gì vậy? Chỉ có thiếu tiền thôi, đừng có xúc phạm người ta nha. Nè thôi được rồi, muốn trả tiền cho chị thì cũng có cách trả. Tối mai á cứ phải đánh đấm một chút. Chỉ cần hạ thằng đấu sĩ giỏi nhất, coi như số nợ được xóa. Chị cho mấy cung một tuần để chuẩn bị nha. Không, bạn tôi không có tham gia gì hết đó. Đi mày. Đi. Bay. Chị có lắm. Sau này chúng tôi cần một tầm nào đó. Lâm. Đếm có đủ chưa? Đủ rồi. Chị gấp lại cho em đều đều vậy á, em không có làm khó dễ gì chị hết trơn á. Thôi em về ha. Chừng nào có khó khăn gì cứ nói với em ha. Em sẵn sàng giúp chị hết ha. Rồi, dạ. Rồi em về nghe. Cảm ơn em nhiều nha. Trời mà chị dễ thương dễ sợ gì đó.
Má. Gì? Tiền đâu má có vậy? Đừng nói với con là má đánh bài ăn nha. Mới thấy bản mặt sốc rồi. Tiền đâu có cũng được, miễn sao không phải tiền của thằng con bất hiếu là được à. Anh hai, tiền đó là của một bác lạ cho đó. Hả? Ai cho? Má, ai cho vậy má? Hỏi anh chị cho kỹ. Đời còn nhiều người tốt lắm con ơi. Chắc nhiều khi á, họ thấy tôi á, có thằng con bất hiếu vô dụng, nên tội nghiệp cho tiền tôi xài á. Má, má tính đi đâu vậy? Sao không ở nhà lo cơm nước cho hai đứa? Tôi đi đánh bài, có làm phiền gì mấy người không? Cơm nước tụi nhỏ hả? Có anh đây làm gì? Má, mệt ghê. Còn chứ cái cũng ra thứ gì trơn. Má, đúng là quan nghiệt. Bé Na nè. Dạ. Nghe anh hai hỏi nè, ai đưa tiền cho má vậy? Dạ có một bác đưa cho em. Bác nào vậy? Lúc ông tới có má ở nhà không? Dạ không, lúc đó chỉ có em với thằng Bơm thôi à. Vậy em biết mặt bác đó không? Dạ không, bác này á đi với một chú nữa, mà hai người này lạ quá rồi em không có biết. Lạ lắm hả? Dạ. Ăn đi con, ăn tự nhiên đi. Mẹ kêu cho con đó. Con ăn nha. Ăn đi. Con tự nhiên lắm đó. Rồi con cứ tự nhiên đi nha. Dạ cho em gửi. Cảm ơn. Mẹ ăn đi. Ngon lắm. Mẹ thấy con ăn đó là mẹ thấy vui trong lòng lắm rồi. Mẹ ăn thêm đi cho vui hơn. Mẹ ăn đi. Ngon không con? Có vừa miệng con không con? Ngon lắm. Cho con xin thêm hai ly kem nữa được không? À được rồi, được rồi. Quản lý ơi, cho cô hai ly kem. Hai ly kem đặc biệt nha. Dạ. Con về đây rồi, thằng Sơn đâu? À dạ. Dạ chị mới gọi phải không ạ? Không có chị. Không có. Dạ em cảm ơn. Đứng lại. Dạ. Thằng Sơn nó không có về với con hả? Nó làm gì ở trường? Dạ. Trời đất ơi, đừng có nói là nó bị cô giáo phạt nghe. Dạ không, không phải, không phải. Vậy chứ nó làm gì ở trường? Hả? Nó đâu? Bận, bận. Bận cái gì? Dạ bận gì ta? Dạ bận. Bận cái gì? Bận ăn. Ăn hả? Trời đất ơi. Ừ. Ủa nó chưa đủ mặt sao tối ngày nó ăn hoài vậy? Nó đi ăn với ai? Dạ. Nó đi ăn với ai? Nó đi ăn với bà Kiều phải không? Trời ơi. Trời đất ơi. Nó đi ăn với bà Kiều hả? Trời. Trời ơi. Làm gì vậy?
Ba. Ba. Ba ba. Ba 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 tôi trả cho cái chết bây giờ đó nghe. Tôi đang kiểm coi còn bao nhiêu lon nhớt. Cứ ba 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 nãy giờ tính mấy con cá không à? Không có chuyện muốn nói với ba mà. Ba. Ba đây. Ba. Đọc báo chí giờ sao thấy buồn quá. Toàn là thấy tin lường gạt cướp bóc xì ke ma túy gì đâu không. Hồi sáng má có gặp con ở trường. Má có nói với con. Tình đời bây giờ mau đổi thay quá. Đổi trắng thay đen. Nhớ hồi xưa ăn canh rau muống chấm cà dầm tương. Còn giờ ăn nhà hàng không à. Đời đen bạc quá không có lường được. Bà vừa phải thôi nha. Đủ rồi nha. Mày làm gì vậy hả? Mày có biết là bị giật vậy là tao hết hồn không? Mấy người nhỏ con dễ giật mình lắm nghe không? Nhưng mà cha mày, sao ba chửi con hoài vậy? Tôi không có nói anh. Ở trong nhà này chỉ có hai người. Ba không chửi con, lẽ ba tự chửi ba hả? Thằng kia bước ra đây. Nhiều chuyện hả? Rình rình nghe lén hả? Ra đây nè, nghe cho nó đã. Nhanh. Ừ. Rình rình hả? Rình rình hả? Dạ. Đi ra đây. Muốn nghe ra đây nghe cho đã nè. Theo phe đó chứ gì. Thấy bên đó nhiều mỡ, nhiều thịt quá rồi qua bển ăn hả? Thôi, tôi không có thích định nọt. Tôi thích công bằng hả? Đứng ở bên này rồi cái mấy công ta nói xúm lại ăn hiếp ta. Vậy ngồi đâu qua? Bắt ghế lại đây cho anh Sơn ngồi. Bắt thêm cái nữa. Ngồi ngay giữa nè. Ừ. Ngồi đó làm trọng tài. Nghe cha con tôi nói chuyện. Đúng sai gì đó thì phải công tâm mà nhận xét. Không được binh người này bỏ người kia. Vậy con ngồi vậy được chưa ba? Ngồi sao mà hèn quá vậy? Giống ăn mài quá. Trọng tài là phải ngồi quay nghiêm lên. Ba, con chỉ xin ba nói chuyện với ba 15 phút thôi. Con có nhiều thời gian. Con còn phải ra phụ hồng bán bánh mì nữa. Cứ coi như cuộc nói chuyện này là giữa hai người đàn ông với nhau. Được. Hai người đàn ông nói chuyện. Nói đi. Tôi sẵn sàng tranh luận với mấy người. Thưa ba, con đã gặp má rồi. Má cũng đang bàn về cái chuyện xây dựng tương lai của con. Muốn con đi học nữa. Nhưng mà con đã nói là con phải hỏi ý kiến của ba. Tốt quá. Thì ra tôi cũng còn giá trị. Vẫn còn được tôn trọng. Tiếp. Hết năm nay con sẽ đi du học ở Singapore. Tại sao không phải là học ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp, ở Đức, ở Tây Ban Nha mà học Singapore? Con chọn Singapore. Tại sao chọn Singapore? Hồng cũng học ở Singapore. À, mê gái. Tiếp. Con sẽ học 4 năm hoặc 5 năm. Tất nhiên con sẽ về thăm ba mà. Bởi vì con là con của ba. Và ba sẽ mãi mãi là ba của con. Sao không học ở đây mà nhất thiết phải đi nước ngoài? Hả? Từ nhỏ tới lớn đâu có ước mơ đi học nước ngoài đâu. Nhưng mà tôi chưa có nói hết. Tự nhiên có một cái bà Việt Kiều xuất hiện, có ước mơ đi du học nước ngoài. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Hàng trăm, hàng vạn, hàng ngàn ông bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư hen, đều được đào tạo trên cái đất nước này nè. Đều giỏi như nhau. Chứ không phải chỉ học nước ngoài về là giỏi hơn đâu. Trời ơi, học Singapore, Malaysia, Thái Lan, Macau. Trời, Macau mà học gì ba? Giỡn mặt hả? Macau đánh bài không học gì. Tập hoàng ba. Nhưng mà sở dĩ con muốn du học ở Singapore là gì? Có lý do. Tôi biết đó là ước mơ của con Hồng. Nhưng mà đó cũng chỉ là ước mơ thôi.
chứ con Hồng nó cũng không có sống chết mà nó chạy theo ước mơ đó. Ba yên tâm đi, má đã hứa là sẽ lo cho con và Hồng cùng du học ở Singapore. Con đòi như vậy mà má vẫn đồng ý nữa, má rất là thương con. Yeah. Ba, tết phiên ba đó. Ba, khỏi nha. Dạ. Nhưng mà tại sao mới đi học nước ngoài? Hả? Đừng có làm tôi tự ái nha. Từ nhỏ tới giờ nè, có hai cha con thôi, có đòi đi học nước ngoài không? Bây giờ có bà Diệp Kiều về rồi, cái mày muốn đi học nước ngoài là sao? Trả lời đi. Ngoài lý do là Hồng cũng đi học ở Singapore, còn có một lý do nữa. Nói đi, tôi đang nghe. Con muốn du học ở Singapore bởi vì cái ngành này ở Việt Nam mình nó cũng hiếm lắm, chưa được phát triển nhiều. Ngành gì? Ngành gì ở Việt Nam này đang hiếm? Hả? Khoa học y khoa. Người thì to, đầu thì chưa trái nhờ, không có óc. Y khoa Việt Nam á đừng có coi thường nha. Tôi đồng ý với ba là cái ngành của con cũng thuộc về y khoa, nhưng mà ở Việt Nam á có rồi nhưng mà chưa phát triển cao. Ngành nào mà chưa có? Cái ngành y khoa con học á, đó là ngành chuyên khoa về xương người. Hả? Một cái ngành mà giúp cho con người á có thể hoàn thiện cái ngoại hình của mình theo ý muốn. Cười gì? Có gì đâu cười. Dạ đâu gì cười. Ý mấy người nói xiên nói xỏ tôi chứ gì? Đâu có. Thấy không? Không có. Nói tôi lùng chứ gì phải không? Không có. Con hoàn toàn nghiêm túc mà ba. Con nói thiệt ba, con muốn học cái ngành đó để sau này con về người đầu tiên con chữa trị sẽ là ba. Trời ơi. Cười cái gì? Dạ, mà con thấy anh Sơn Béo nói đúng mà ba. Đúng à. Cái đầu mày á. Mày á, phản à. Bội à. Phản bội. Binh hả? Sao ba đánh em dữ vậy ba? Đánh em gì? Đánh luôn con gì? Mày cũng phản bội luôn nữa. Ê, nhưng mà rõ ràng mình nói đúng mà phải không? Ừ. Ồ, may quá lại gặp được con ở đây. Nè, ở đây đợi chung chút nha. Ủa, cái gì vậy Hưng? Đây là bản vẽ Minh đưa cho chú hôm trước. Chú có ghi thêm vài ý kiến và có ghi trên bản vẽ. Nè, con xem qua đi. Nói chung á, chú với tác giả này có chung một ý tưởng lớn. Cảm ơn Hưng nha. Mình đi ha. Đi đi. Mấy người ở trong đó ngủ hết rồi, không chơi được đâu. Mình về nha. Về nha. Bye bye nha.
Dạ đây ạ. Dạ đủ rồi chị. Cảm ơn anh. Nè Mập, tại sao lại lôi ta vào chuyện gia đình nhà ngươi vậy hả? Đơn giản, vì trước sau gì nhà ngươi cũng trở thành thành viên của gia đình ta mà. Nghiêm nhí, nghiêm túc cái coi. Hồi trước á, ta chưa bao giờ ước mơ mình sẽ học thành gì hết. Mình sẽ trở thành cái gì sau này? Nghĩa là một bà mẹ giàu có xuất hiện, rồi cái nhà ngươi mơ ước nhà ngươi đi du học đúng không? Gần đúng thôi. Bởi vì khi mẹ ta xuất hiện thì tự nhiên ba của ta xuất hiện nhiều tính xấu lắm, tự ái, độc tài, vô cơ. Chuyện mẹ ta giúp ta đi du học thì từ từ tính, có sao đâu. Ít ra điều bây giờ ta muốn mong ước đó là mẹ và cha của ta quay lại với nhau. Bởi vì linh cảm của một người đàn ông đang trưởng thành đã nhận ra thấy một điều rất là quan trọng. Điều gì vậy? Ta linh cảm là nhà ngươi đang rất thích ta. Nhảm nhí, đàng hoàng cái coi. Ta linh cảm là ba lùng của ta vẫn còn yêu mẹ ta lắm. Thái độ khắt khe giận hờn đã khiến ta linh cảm được điều đó. Bây giờ ta buồn lắm, ta không biết làm gì hết đó. Nếu như những người của ta hết buồn, nhưng có thể nào hôn ta một cái không? Đó chỉ là ước mơ thôi, chứ đâu có dám muốn sự thật như vậy đâu. Khó lắm, đúng không? Chị ơi, lấy em hai cây su gót đi chị. Dạ. Đây ạ. Dạ, cho em gửi. Cảm ơn. Có gì? Không. Như vậy nghĩa là sao? Thì thấy tội nghiệp. Nghĩa là thương hại hả? Không có sao. Người đàn ông làm cho người phụ nữ thương hận thì từ thương hận chuyển qua thương yêu gần lắm. Hồng à, có khi nào nâng mức tình cảm của mình lên hơn một chút được không? Là sao? Có nghĩa là từ thương hại chuyển sang thương yêu, từ má chuyển qua môi, được không?
Anh Minh. Anh mơ gì hả? Hà Phương hả? Người yêu Minh hả? Người Minh yêu hả? Anh Minh không ở nhà, sao vô đây làm gì? Mình đang có nhiều việc phải lo lắng á. Xong rồi á, Minh á đi lang thang lòng vòng nè. Xong rồi á, Minh nằm ở đây hồi nào cũng không biết nữa. Việc gì mà làm anh phải lo lắng vậy? Phan á nằm bệnh viện, mà Minh thì muốn vô thăm Phan. Mình biết á là Phương đang buồn vì Phan đang bệnh. Mình cũng đau buồn nữa. Ba em bệnh, bệnh nặng lắm. Vậy mà em chẳng biết gì về bệnh của ba em hết. Nhớ lại trước đây, em còn luôn chống đối lại ba. Em thấy mình bất hiếu quá. Mình cũng muốn đi thăm Phan. Tại vì á, Phan với mình cũng biết nhau nữa. Nhưng mà ba em không thích nhiều người thăm ba em đâu. Nhưng em nghĩ có lẽ anh là trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ là sao? Hả? Phương nè, vậy có phải là Minh là người bạn ngố duy nhất trong số mấy người bạn của Phan không? Nhìn anh Minh đâu có gì là ngố đâu. Minh vẫn còn ngố á. Minh cũng không hiểu sao cái ông thầy bói đó đó. Ông thầy bói nào? Cái ông thầy bói mà ông nói á là nếu như á mà Minh á mà được Phương hôn á là Minh sẽ không có bị ngố nữa. Mà Phương hôn Minh rồi á mà bây giờ Minh vẫn còn bị ngố nữa. Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn tin ông thầy bói đó hả? Phương đứng đây chờ Minh chút nha. Đứng đây nha, chờ Minh chút. Cái gì vậy? Phương nhắm mắt lại đi. Trời. Nhắm mắt đi. Nhắm mắt rồi. Cái gì vậy? Rồi. Phương mở mắt ra xem đi. Đó. Ủa? Sao cái này giống? Đúng rồi. Cái này á là cái chú ở gần nhà mình á, chú cho thêm ý kiến vô cái bản vẽ của Phương á. Đó nè, Phương thấy không? Đó.
ta sẽ bự tới đằng kia luôn. Bây giờ á, mình lấy xe chở xuống đi. Dưới nha. Đứng đây chờ mình chút xíu nha. Nhanh nha. Để em dẫn nó cho. Đi đây, đi đây. Nó quay quá. Pô, nhìn bên kia kìa, đẹp quá. Đẹp ha. Alo, em nghe nè. Lễ phép quá hả? Có chuyện gì quan trọng không mà gọi? Không, trong bệnh viện buồn nên gọi điện hỏi thăm thôi. Thôi nha, có cần thì hãy gọi.